Rooster. 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 Oh! Horse. Horse. Yay! Cow. Cow. Moo! Farmer. Farmer. Sheep. Duck. Duck. Quack, quack. Pig. Pig. Good job. At the beach. Beach toy. Beach toy. Beach ball. Beach ball. Beach. Girl. Girl. Beach. Yacht. Yacht. Seagull. 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 Beach bucket. Beach bucket. Hat. Hat. Umbrella. Umbrella. Wow. Sandcastle. Sandcastle. Chơi hay ghê. Ôi chào ơi. Hay quá ta. Trời ơi, bữa nay là đạt đàn piano hát ABC luôn hả? Mommy, I sing about everything. Hay lắm, mẹ đứng hồi nãy tới giờ mẹ với cô chú nghe nè. The fish doctor. Trời ơi, bởi vậy tiếng Anh nó không hay sao được đó, bởi vậy đó. Nó là cô chú à. Cái game này là nó tự tải gì, nó tự mày mò nó chơi với Ngọc không hề chỉ nó chơi. À im lặng không nói chuyện. Ngọc không hề biết nó thấy cái game nào vui vui nó tự động tải về. Ngọc không hề biết nó chỉ nó chơi mấy cái game này luôn á, để coi chơi làm sao đây. Giờ Ngọc mới thật sự là Ngọc ngồi Ngọc coi nó chơi làm sao mà. À bây giờ con tắm cho con rùa hả? À. Ồ, oh, rồi sao nữa? Ồ, oh, thì con rùa đó, rùa là turtle đó chứ là gì nữa, rồi chỉnh nữa. Ồ, oh, chà, sao bông nó, trời ơi, nó thích trò nào, nó ngồi nó bấm nó chơi trò đó có được đời với nó không? Trời ơi, quá rành rồi. Con chú nhớ nha, một điều nha, những trò này nó tự động nó download về luôn. Tại vì chỉ cần bà có bạc cao sẵn nữa, thì chỉ cần nó bấm vô thôi đó. Sạch ghê. Bye. Bye bye. Ờ, chơi trò gì nữa? Cái trò đó trò gì vậy con? Trò community helpers. Ờ, gì nữa? Hi, my name is Officer Holly. Baton. Can you help me to complete the face of the criminal? I'll describe each feature. Chưa. Baton. Cầm cái này. Ok, rồi. Ủa? Wait, there's something wrong with this. See, okay. Rồi, được rồi. Baton. I use it as a stick to stop criminals who are fighting violently. Đó, nó chỉ taser cái... gun. I use it to daze and stop đó, criminals là... from fighting. Baton. Những cái dụng cụ mà I cảnh sát sử dụng đi về để làm cái gì đó. Can you help me to complete the face of the criminal? Okay. I'll describe each feature and you tap the right one from the three options. Listen to her. The criminal has brown hair. Brown hair. Is that this? Đúng rồi. He has green eyes. Green is eye. No, cái green là màu nào? Đó. You're doing great. Đó. The guy has a round nose. Round nose. That's not a round nose. That's not right. That's round. Thấy he chưa? He had a tooth sticking out of his mouth. Tooth sticking out mouth. Đúng You're rồi. Đó. The criminal also mouth? Had hairy ears. Hairy ears. Đúng rồi. Rồi đó, nó bắt được tội phạm rồi đó cô chú. Hay, hay phải. Rồi ôi giỏi ghê. Là cái cô cảnh sát. Nghe cổ nói nè. Rồi giúp cổ tìm được cái nhận diện ra cái người tội phạm này. Tóc nâu. Đúng rồi, tóc nâu. He has blue eyes. That's not right. Đúng You're rồi. Great. Mắt xanh. The guy has a wide nose. Mũi nào bự? Right. Mũi bự, đâu cái mũi nó nhỏ. That's not right. Đúng rồi, He mũi bự. Tooth sticking out of the mouth. Cái răng lồi ra cái miệng. Đúng You're rồi. Doing great.
the two tongues have the criminals also had long ears. Long ear, ờ lỗ tai dài, lỗ tai nào dài nhất trong cái đám lỗ tai đó. Đúng rồi, giỏi. You did it, chief. You helped us catch him. Good job, JD. Walkie-talkie. I use it to talk to other police hey, officers. Hay ghê. Bây giờ con ngồi con đàn piano cho mẹ nghe coi. A B C D E F G coi. I'll describe each teacher. Sao I mean, do that one. But I haven't heard yet. I want to hear it again, please. A B C D E F. Đúng rồi, mẹ muốn nghe lại được không? Mommy, later. Rồi chút nữa con. That's not right. He has blue eyes. Blue eyes. Đúng You're rồi. Doing great. The guy has a wide nose. Mũi bự, mũi bự, mũi bự. That's not right. Mũi bự, mũi bự, mũi gì mũi dài á, mũi bự. Right. His tongue was sticking out of his mouth. Rồi cái lưỡi lè ra. Đúng You're rồi. Doing great. The criminal also had hairy ears. Rồi lỗ tai có lông. You did it, chief. Rồi bây giờ đàn đi. Đàn A B C D E F G. Mệt ghê á. Chờ hoài. Can you help me to complete the face of the criminal? Rồi, I'll describe each feature. Rồi nghe cô nói nha, nghe cô nói coi cái mặt. From the three options. Ready? The criminal has black hair. Black hair? Ừ, tóc đen. Ủa sao kỳ vậy cháy? Cái màu đó màu gì mà cô đụng vô cái màu đó vậy? He has blue eyes. Con phải nghe đàng hoàng nghe chưa? No, mommy. Blue eyes. You're doing great. It's a small eyes, mommy. The guy has a long nose. Long nose. Nhìn coi cái nào long nose. He has a smiling mouth. Smiling mouth. Mom, eat. Nghe rồi, cái miệng cười đâu? Miệng cười là miệng That's nào? That's not right. You're doing great. That means he's the criminal also had long ears. Long ears. Tào lao. That's not right. Rồi, ok, A, B, C, D, F, G, không ai mẹ đi ạ, lẹ lên. Badge, I handcuffs, I... Rồi, A, B, C, D, F, G đi. Ok, bye bye. Bye bye đi, đi ra A, B, C, D, F, G đi. Chỗ này nhiều quá ha, trong này nhiều vậy, ai mua con hả? Cái này phải ba mua con không vậy con? No. Nghe mày nghe này. Do re mi. No, cái này nè con nè. Re fa son. No, mẹ phải dạy con chứ. Do re. No, do re mi. No, don't teach me. Re. Do. Do. À không. Đây nè, nghe mẹ nè. Do re mi fa son la si do. Lên cái nốt này là con phải giơ giọng gió. Do. Re mi fa fa son la si do. Đô. No, rồi hát đi, hát đi. You see? Ừ, thấy nốt nhạc rồi. Đồ. Cái này không phải giống như là ở trong cái music school mà cô dạy cho con. Cái cô dạy cho con cái music school là A, B, C. Nhưng mà cái này là con phải làm theo cái cây đàn và nốt nhạc. Thôi đi chơi, không chơi những cây nữa. Dạy nó mà không nó không chịu học gì. Mẹ dạy con không học. Đồ. Rê mi fa son la si đô. Đó, con phải lên từ từ cao thì mới gọi cái đó gọi là luyện thanh. Hiểu chưa? Mai mốt mày đem cái đàn piano về tới đây là mày dạy cho luyện thanh. Luyện từ thấp lên tới cao. Ready,
Rồi bây giờ mẹ biết cái này rồi, đấy là bắt đầu là mai mốt là mẹ dạy cho đi học cái này nè. Mấy này nó chỉ á. Can you help me finish up the work? That's not the right one. Perfect. Ủa con có nghe chú nói gì chưa mà tự tự động con lấy bình sơn con sơn à? Con phải nghe chú nói là con nên sơn màu gì màu gì. I know, but you gotta listen though. Listen. Okay, pick the one that look exactly like this one. Chọn cái bánh xe nào giống cái bánh xe đó. Đúng rồi, bây giờ muốn. Rồi. Sơn xe màu đỏ. My customers are gonna be so delighted. Giỏi. Quá giỏi. Trời ơi, cái bịch bánh này tôi mua cho nó mà nó mua nguyên một cái bịch mà nó ăn cho tới giờ luôn rồi, là tài tài. Nó tài tài ăn dữ tài. Thôi tài ăn dữ tài. Rồi bánh xe nào giống bánh xe đó. Đúng rồi. A I mean C B A D. Chữ gì? Chữ G. See. Baby. Rồi con đọc lại từng chữ, hồi nãy con đọc hết từng chữ đó, con đọc lại từng chữ cho cô chú nghe coi. C. Đó, 7 ạ. A. B. C. I mean A. What's this? G. T. F. What's this? E. What's this? D. C. Để nay mai gì cái đàn piano thiệt về đây rồi cái mày tập luyện mày luyện thanh chơi nha. Hay ghê, luyện thanh mốc chơi thành ca sĩ luôn. Ca sĩ múa lửa. Hả chơi. Did you hear that song of me, mommy? Yeah. I didn't have this game before, Mom. Huh? I didn't have this game before. C, D, E, F, G, A, B, C. Thấy chưa? Mẹ đang chờ cái cây đàn về hoài mà vẫn chưa về, mẹ bực dễ sợ luôn chơi ơi. Từ con nhớ nó gãy không? Nó gãy mẹ đem trả lại, mẹ đừng có nói lần này gửi nó gãy nữa là mẹ là thôi rồi tình thôi rồi còn chi đâu em ơi luôn đó. Yes, Mom, lần này mẹ mua cây đàn còn tốt hơn cây đàn hôm bữa nữa. Mom, I have a piano. I have my piano. I told like. Lần này mẹ mua cái cây đàn là mẹ lên mẹ suy nghĩ rồi. Mơ biết rồi. Nhưng mà mẹ nói cho con nghe này, con nhớ hồi bữa cây đàn mình gửi về không? Lần này mẹ mua tốt hơn cây đàn đó một chút. À, con muốn ôm được cái cây đàn á hả? Cây đàn của con là cây đàn em bé á. Trời ơi, sao sáng này con kêu mày dậy sớm dữ vậy thì mẹ mệt quá trời à. Con mà để mẹ ngủ dậy giờ này là mẹ khỏe rồi. Mẹ mệt con ghê luôn á. Chơi giờ này hả? Muốn ăn dầu. Sắc cho nó mấy trái dâu, nó ngồi nó ăn, nó cực kỳ thích ăn dâu nha cô chú nha. Gọi là cực kỳ thích dâu luôn á. Cứ mà ngồi là để dâu, tại vì ít quay thôi, lúc mà cho nó ăn theo đồ là Ngọc. Để cho nó ăn cái là Ngọc bận đi, Ngọc làm công việc này việc kia là Ngọc ít bao giờ quay cháy ăn gì trong ngày nên là cô chú. Vậy hả? There's no ghost, mommy, turn off the lights. À, cái em bé là sợ ma hả con?
Nó nói mẹ, mẹ em bé là sợ ma, mà đâu có ma đâu sợ mẹ. Thích dâu lắm cô chú ơi. Tôi thấy nó ăn cái dâu mà cái miệng túi chua luôn. Ngọc không thích dâu. Nói với ba nó là cực kỳ thích dâu. Con chay nè, cái khẩu vị của nó y chang ba nó vậy chú, cô chú. Mà nó được tiếp xúc với lại đồ ăn châu Á lúc còn nhỏ, còn ba nó tới khi chừng nào cưới Ngọc mới biết đồ ăn châu Á là cái gì. Nên là ba nó ăn đồ châu Á không có giỏi, nhưng mà hy vọng là đồ ăn châu Á nó ăn sẽ đỡ hơn. Giờ ăn dâu đó, ngồi nó lĩa, ngồi nó ngồi lĩa hết cái da đám dâu này luôn. Nãy là Ngọc sắc ra 6-7 trái dâu luôn á, mà cắt ra phân nửa, nó lĩa từ hồi nãy giờ, nó lĩa như cá chù kiến vậy đó. Cái miệng của nó là miệng cá chù kiến. Ê, sao chù chú đồ kỳ ghê không, để mày lấy khăn giấy cho con nè. Đập cho giờ đó. Đó nữa, chắc đập quá. Chay hồi sáng nay là chay ăn một trái xoài đó hả, cho xoài chín ngọt rồi đó cô chú. Giờ là chay muốn ăn thêm táo. Cái buổi sáng sáng này thường thường Ngọc chưa có cho chay ăn cơm đâu cô chú. Sáng sớm mà ăn cơm nặng bụng mà, biết không? Cho anh ăn trái cây cho đồ trước. Trời ơi, cứ ăn đi chị hai ơi, cái táo người ta nó vậy đó. Nó ăn cái gì là nó đòi cái đó là trắng, phải trắng tươi, trắng nõn rồi vậy đó. Có chút xíu rồi nè, có chút xíu rồi nè, nó hỏi cái này là gì, có được đời đó không? Có đập cho không đập á. Ăn thì nó ăn đi. Mẹ nó sạch, mẹ sẽ làm sạch sẽ cho con hết rồi. Ăn cho hết nha, trái táo này nha chưa. Nó chứ nó ăn trái cây cho đồ này kia chứ Ngọc mừng hơn là nó ăn cơm á. Đó, giỏi cho cô chú. Ôi cha ơi, con có miệng ăn kìa. Ôi ơi, ngon chưa. Ngon con ha. Chút nữa mày đi chợ mày mua thêm trái cây vậy, bây giờ nhà mình còn chuối. Rồi chút nữa mày đi mua cho con thêm dâu nha. Mày chỉ mua một hộp thôi, bữa mày mua hai hộp á, cái mày để lâu quá cái nó bị hư rồi. Nó để lâu quá nó hư. Strawberry á, dâu là con phải ăn liền, ăn cho hết. Chứ con để lâu cái nó bị hư. What happened to them? Mày giục rồi. Is it dirty? Hư, bị hư. Spoil, it's spoil. Chú thấy nó ăn không? Thường ăn ăn chút hồi đi vòng vòng hồi là Ngọc Duyên vào hồi là cái dĩa đó hết rồi. Ăn nguyên một trái táo luôn á. Sáng này ăn nguyên trái xoài, xoài chín ngọt dữ lắm, lâu quá rồi Ngọc không có cho nó ăn xoài á. Cái mùi của xoài nó cũng không có quen á, nó chỉ quen với mùi táo với mùi dâu là nhiều. Lâu lâu cũng phải cho nó ăn trái xoài để nó biết cái mùi vị xoài đó là ra làm sao. Nó chắc nó đập con này muốn ăn cái nó tét vô đồ nó, thôi kệ bà đó tét. Đó, thấy chưa. Trời ơi, đổi đây cho cô chú. Ủa sao cái này bị gì vậy trời? Wi-Fi này bị gì vậy con? Mày chỉnh thôi. Ăn đi con, cứ ăn đi mày chỉnh cho. Chút đi ngủ trưa ngay trời. Tự nhiên nghe ngủ sớm mà dậy sớm chi vậy? Không bực mày mệt, không mày bực mình con ghê luôn. Oh wow. Nhai. Yeah. A noodle. Nó là noodle đó. I can't chew, mommy. It's only moving. Con mệt quá à. Con phải nhai nó mới đứt ra. Nó nói mẹ mẹ, cái này là sợi mì, con không thể nào mà cắn. Mommy, it's going up. You see? No spilling. Ngon không? Nữa. Kỳ cục ghê, ngày mai đi, ngày mai một chút nữa, nay qua mai mốt gì nè. Mày đi mua cho con cái muỗng cái nĩa chứ. Cái nĩa của con.
Ủa, nó còn tự nó mình là clumsy nữa. Ý là nó mẹ con clumsy có nghĩa là bê bối á. Nó mẹ con vô con bê bối nên cái muỗng rớt hoài ý như vậy. Bữa giờ đi kiếm cái muỗng mua cho nó mấy cái nĩa cũng nít đó mà chưa thấy. Có chứ mommy. This first word. This first. This first turn on. Cái gì? Mom. Đúng rồi, con nãy mày thấy con bút vô đó đúng rồi. Lâu quá cô chú chưa có thấy chay à. Quay chay ăn cho cô chú coi. Ăn đi. Ăn cho hết cái tô đó. Ăn đi. Nhìn thả. Trời ơi, tóc là nhìn mặn thương ngồi vô. Mốt để tóc dài chay luôn. Rồi cột tóc mà để nhịn mặn ghét vậy sao. Again. Good right here. Cái muỗng nó nặng quá thì con đừng có chọt vô cái chén. Cái muỗng nó nặng quá thì con ăn xong con để trên tờ giấy á. Để nay mai gì mẹ rảnh hay chừng nào mẹ muốn đi mẹ đi mua cho con mấy cái muỗng cái nĩa nhỏ để con ăn cho dễ. Vô bếp bếp nước kìa, sữa kế bên kìa. Vô bye bye baby con. Cái gì vậy? Cay hả? Thôi xạo quá. Thôi xạo quá. Hey, check this out. Whoa, you snuck that in? So cool. I brought spoons too. Let's get snacking. I love how it smells. This is gonna be delicious. Oh yeah. So sweet.